Anh thấy là năm nào anh đến thì cái vườn cam của chú cũng vẫn cứ thể hiện cái bền vững như này. Thì cái bí quyết để sản xuất cái vườn cam bền vững như này thì chú có lời chia sẻ gì với lại anh em? Quan trọng nhất là làm vườn này nó phải kiên trì ấy ạ. À, làm kinh trì. Đúng Có thể là về giá thì nó sẽ biến rồi. đổi cũng Bây gặp với thị giờ trường. phải nói như này, nếu như mà nó không chịu được áp lực về thị trường thì gần như là khó những người có thể trồng cam thành công. Thì trồng cam thành công thì nó liên quan đến việc yếu tố thị trường. Ví dụ như hiện tại năm nay đi thì giá cả nó bấp bênh. Người trồng cam này đang điêu đứng, nhưng ngược lại thì anh ấy hoặc là xác định trồng cam này nó ở 30 năm trong một đời cây cam. Bởi vậy thì nó có rất là dài, có thể là 10 năm được, trong 10 năm nó mất nhưng nó 10 năm lại được. Vậy thì ta gạt bỏ cái thị trường đi, Rồi. mà ta đang nói về bền vững đây thì về cái Thì môi trường kinh bởi vậy doanh. thì muốn được có hái quả ngọt thì phải biết chấp nhận hy sinh. Như như bên em bây giờ anh mới tưởng tượng em, tiền công mà làm cỏ này là một năm rất là tốn so với bình thường, thì nhưng vẫn phải đầu tư, là vì đáng nhẽ là lời được 100 triệu thì mất đi thêm 50 triệu cái thằng này nữa, Để làm cái cỏ này. vâng, và ăn ít thôi. Có nghĩa là mình khống chế cỏ Và và mình chấp nhận sống chung với cỏ. à không, nói chung là mình phải hiểu là nếu như cỏ nó không tồn tại mình không tồn tại, chứ không cần phải sống chung. Anh cứ tưởng tượng anh đến vườn mà lúc nào nó cũng sạch thì anh thấy có cây nó đẹp không? Đẹp đúng không? Có nghĩa là mình sẽ khống chế cỏ. Và Đấy là bí quyết đầu tiên. Cái thứ hai nữa về dinh dưỡng khác thì mình có cái gì không? dưỡng thì thật sự khi khi cây này nó độ tuần hoàn của mình cho ăn nó ổn định thì nó sẽ bền. Cụ thể là về cho ăn thì mình cho ăn thế nào? Cái này thì của em thì đa phần là phân hữu cơ là chính thôi. Nãy nhìn thấy đất đen xỉ. Đây, thứ nhất là mình dùng cái cỏ để giữ độ ẩm này. Vâng. Thứ hai là về dinh dưỡng thì anh đây thấy cũng lấy có NPK đây chắc, nhưng mà cái lượng rất ít đúng không? À cái đấy thì đương nhiên phải có rồi anh ạ. Cái đấy không tránh được. Anh phải cân đối nó chứ. Nó tỷ lệ có 10% mà. À, thế mỗi gốc này vừa rồi mình bón cái NPK này là độ mấy lạng? 150 gram đến 200 gram gì đấy. À, 200 g rồi, ok. Anh thấy là quan trọng nhất là mình giữ được cỏ này, Dạ. cho được cái phân bón nhưng mà cái lượng vừa phải, thứ hai nữa giữ được cái độ ẩm này, Dạ. đất độ xốp như này cơ mà. Cái đen xì đấy là cho bếp. Đây này, cái cho bếp. Thế vừa rồi cái cho bếp thì mỗi một cây này độ khoảng mấy lạng? Một cây này nó rơi khoảng 7 lạng. 7 lạng. Đây này, nhìn cái đất nó tốt thế nhỉ. Đây này. Đúng rồi, cỏ rất tốt. Quanh năm anh đến đây là nếu nói lấm của em thì không có cỏ, nhưng mà anh đến đây gần như là lúc nào anh cũng có cỏ. Cây rất tốt và cỏ cũng rất tốt. Đúng rồi. Đấy là cái điều mà ta phải ghi nhận với nhau, đúng Và không? Quả rất sai. đây, với hai đậu này hết này. Đây, đủ hết quả này. Đây. Đấy. Hiểu được. Rồi. Dùng phát xem có dùng À, quả nào chưa? cũng sao được. Quả nào chưa? Mình cứ cứ để cỏ này mình khống chế, sau đó là mình lại đưa vào trong Vâng. cái gốc kể. Vâng, Hàng đúng rồi. năm là mình đẩy nó tốt Một như này. đầu một năm là em xử lý cỏ có 3 lần thôi. Thế là mình cứ dùng máy mình phát xuống Vâng, để soi cho phát là ấp vào gốc thôi. à đấy Một tốt như năm. này cơ mà, như này về trả đến 70 phân này đúng Em không? còn cho cỏ ăn mà. Đấy, Hiểu gì đâu. cái bền vững nó hay nhỉ, quá hay. Bắt đầu bằng cái con tay rồi. Cái này chia quả xong rồi anh. Chưa có xong hết rồi này. Vâng, xong rồi. Thì bây giờ thì Bây giờ định hình quả thôi còn gì. Nó định tự định hình cây, nó tự định hình quả. Với những cái cây như này thì chú sẽ có cái điều tiết chăm bón như nào để cho nó hợp lý nhất, vừa đảm bảo cái dinh dưỡng? Cái này khoảng xem, trung tuần tháng 4 thì mỗi cây nó được ăn khoảng tầm 25 cân phân bò. À, từ giờ tháng 4. Vâng, trung Tháng tuần. 4. Vâng. Tháng 4 là tháng 4 âm lịch đấy. Vâng, đúng rồi. Có nghĩa là phải còn 1 tháng nữa cả. Vâng. À, mỗi cây sẽ có 25 cân phân phân hữu cơ. Vâng. Đây là chú đang sử dụng cái phân bò. Em phân bò. À, mình đã ủ hoai mục tốt rồi. Ủ hết rồi. Nhìn cái quả đúng là nó chia hết rồi. Chả còn cái gì để nói nữa. Đây là quả nào đỗ là đỗ hết À, rồi. bây giờ lớn rồi. Cây này chắc chỉ tầm 200-300 quả thôi. Thế ngoài ngoài cái phân bò ra thì mình còn thêm cái gì nữa trong giai đoạn tới nào? Cái này á? Cái này thì tầm này giờ đi thì tháng nào cũng ăn đạm cá. À, lại đạm cá. Rồi, ok, tuyệt vời.
Hiện nay mình đang là cứ bán vào các cái chuỗi nhà. Vâng ạ. À, vâng. Đấy, quả như này. Rất nhiều, đúng không? Cây thì rất bền. À. Này những đầu nó vấn đề. Ừ. Đây. Cái lượng rất lớn. Thế là cái đậu quả rồi này anh này. Tiếp tục có cái quả đằng sau. Nó là bền vững thật.